Đi đầu trong sứ mệnh tiên phong, chất lọc tinh túy từ những công trình đẳng cấp, thượng tôn tạo lập giá trị sống đỉnh cao cho cư dân Việt. Vinaenco, công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, uy tín cùng nhiều công trình nổi bật và tài chính vững vàng, tiếp tục đem đến mang ước mơ sống chuẩn cấp cho cư dân Việt với biểu tượng mới trong lòng thủ đô, dự án Horizon Tower. Horizon Tower được xây dựng trên diện tích đất gần 3,5 hectare, gồm 2 tầng hầm và 25 tầng nổi, với gần 400 căn hộ đẳng cấp thuộc 2 tòa T3 và T4, với thiết kế hoàn mỹ cùng hệ thống tiện ích đồng bộ, hứa hẹn trở thành biểu tượng của phong cách sống vươn tầm quốc tế trong lòng thủ đô. Tại trung tâm của khu ngoại giao đoàn, sở hữu vị trí độc tôn, Horizon Tower kết nối linh hoạt với các tuyến giao thông huyết mạch, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Lạc Long Quân. Từ Horizon Tower, các cư dân có thể thư giãn với buổi chiều dạo mát tại công viên cây xanh Hòa Bình, công viên hữu nghị cách chưa đến 1 km, hay được thỏa nguyện ước muốn chỉ 10 phút đi bộ thưởng ngoạn cảnh sắc tuyệt mỹ Hồ Tây lộng gió. Ngoài ra, cư dân Horizon Tower cũng dễ dàng kết nối đến đại siêu thị lớn, trường đại học, sân bay Nội Bài và trung tâm Hồ Gươm. Là trái tim của khu ngoại giao đoàn, nơi được xem là thế đất vàng, nơi linh khí hội tụ, vượng khí, Horizon Tower mang sứ mệnh tiên phong kiến tạo và đổi thay diện mạo mảnh đất linh anh chốn kinh kỳ xưa trường tồn và thịnh vượng cùng nhịp sống hiện đại. Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, Horizon Tower hướng tới phong cách sống chuẩn quốc tế ngay trong lòng thủ đô với hệ thống tiện ích đẳng cấp và đồng bộ, hứa hẹn mang lại cho chủ nhân sự hưởng thụ trọn vẹn giá trị của cuộc sống. Tầng 1 đến tầng 3 là sảnh cư dân và dịch vụ thương mại sầm uất với hệ thống nhà hàng sang trọng, siêu thị hiện đại. Trên tầng 3 là khu tiện ích cao cấp bao gồm phòng tập gym, bể bơi, dịch vụ chăm sóc sức khỏe với khu massage, spa riêng biệt. Đặc biệt điểm nhấn xanh mát với khu vườn treo được bố trí trên cao tại hai tòa căn hộ, tạo nên không gian thư giãn lý tưởng cho cư dân. Mỗi ngày sống ở Horizon Tower là đắm mình trong làn nước trong mát tại bể bơi trên cao, thỏa sức vui chơi, mua sắm và hòa mình vào khoảng xanh yên bình, thư thái tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc hạnh phúc. Căn hộ Horizon Tower được thiết kế mang phong cách Singapore hiện đại, kết hợp tinh túy nét ưu việt giữa kiến trúc quốc tế và thói quen sinh hoạt của cư dân Việt, tối ưu hóa cửa sổ và ban công đón gió và ánh sáng tự nhiên. Phòng bếp thiết kế thông minh cho gia chủ, thỏa sức biến hóa sáng tạo, phòng cho người giúp việc biệt lập với khu sinh hoạt chung, đem đến không gian sống riêng tư đẳng cấp cho các thành viên trong gia đình. Dự án được phân phối bởi công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc đất xanh miền Bắc.